tác phẩm siêu nhân màu đỏ dùng để cho dùng trong cứu hỏa. Tí ba chụp ảnh của bạn của con nhé. Còn bà Hà Phương thì bà tô ngay một đôi lợn màu hồng và màu gì đây, màu kem à? À. Tôi sẽ tung các bác lên YouTube. Các bạn nhìn con lợn của bạn Hà Phương. Đây là hai cái đít lợn. Chứ tôi xong thì em chụp siêu nhân đỏ. Thằng kia màu này màu gì đây? Bản áo hoa. Thôi lốt đi thằng em. Ê, đi ra chơi rộng. Cấm nhìn mặt đó. Em thôi lốt đi. Đúng cái trong con đỏ mày này nữa. Đúng rồi, mày lấy mẹ nghĩa chưa? Đừng chấm con đỏ đó nha. Nhưng mà Vũ đừng cho sang bên chị nhá. Ừ. Oh.